Hello, xin chào các bạn nha. Ok, và ngày hôm nay mình sẽ làm tài xế lái xe container và đi vận chuyển gỗ ha. Mình thì hiện tại đang trên đường chạy đến xưởng gỗ để nhận hàng nha các bạn. Xưởng gỗ đó thì nó nằm ở dưới chân núi Chiliad ha. Xưởng gỗ phải nói khá là lớn luôn, mà trong đó toàn là mấy anh trai giang hồ thôi các bạn. Đụng cái là đánh, đụng cái là đánh à. Nào mọi người chúng mình qua nha, mọi người chúng mình qua nha. Đèn xanh kìa mấy anh trai, nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên đi. Thất bại quá các bạn ơi, vừa nhảy đèn vàng luôn. Nào 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 anh trai, em xin lỗi nha, em xin lỗi nha, em chạy hai ẩu. Đụng xe con các bạn, xe con quẹo quá chừng quẹo luôn. À, kẹt xe nữa hả? Nguyên một hàng dài luôn các bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiếc, 6, 7 chiếc vậy đó các bạn. Phải chưa? Không biết tới mình có kịp đèn hay là không đây. Rồi, xong phim. Lại đèn đỏ nữa rồi. Ôi mọi người ơi, tranh thủ đi mọi người ơi. Ngày hôm nay mình đi chở hàng là mình phải tranh thủ rồi các bạn. Nhanh lẹ hết mới có thể ha. Vậy mới có tiền thưởng được. Rồi 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 rồi, đạp ga đạp ga đạp ga, nhanh lên nhanh lên. À, đèn đỏ nè hả? Cái gì vậy? Đèn đỏ gì mà nhanh vậy? Đèn xanh chắc chừng 15 giây các bạn. Trời ơi đúng chán luôn á. Nào nào nào, tranh thủ nha, tranh thủ nha, tranh thủ nha. Rồi, đạp ga đạp ga đạp ga. Nào 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 nào, chen 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 chen. Đù các bạn ơi. Cái đoạn đó hơi bị nguy hiểm luôn á. Mình chạy mình lướt qua không khéo đụng người ta rồi. Ôi, ghê quá ghê quá ghê quá. Đây, xong phim luôn. Ngã cái trụ điện rồi. Thôi thôi tranh thủ thôi các bạn ơi, tranh thủ thôi, tranh thủ thôi. Đó, đèn xanh rồi, đèn xanh rồi. Nào, 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 nào. Mình đi nhận hàng giờ hơi trễ đó các bạn. Thông thường mình đi giao hàng mình chạy vô bến cảng á, các bạn thấy mình đi giao khá là nhanh luôn ha. Còn vậy là hơi trễ nè. Một cái đoạn đường có một chút xíu à. Trời ơi mà đèn xanh đèn đỏ như đâu đó là tầm khoảng là 3 đến 4 cái chốt đèn đó các bạn. Đúng chán luôn á. Nào mọi người ơi cho mình qua nha, mọi người ơi cho mình qua nha. Mình quên chứ các bạn, mình phải mở thời gian ra đã. Đó. Từ nãy đến bây giờ mình khóa thời gian. Cho nó bây giờ là 8 giờ sáng nha các bạn. Rồi, 8 giờ sáng mình sẽ bắt đầu mình nhận hàng nha. Bật đèn xi nhan lên. Ôi, xi nhan trắng à. Ở trước thì không nói đấy các bạn, ở sau xi nhan trắng nè. Ngộ ghê tơi. Mình nhớ thông thường sẽ có một số dòng xe bên Mỹ các bạn, xi nhan sẽ màu đỏ ha. Xi nhan vàng, còn cái này xi nhan trắng nữa chứ. Từ nào cho đến bây giờ mình mới thấy luôn các bạn. Thấy chưa? Đây các bạn ơi, mình đến xưởng gỗ nè. Phía bên đây nó có một cái bảng gì đây. Mountain Chiliad Tourist Trail, chuyến đi du lịch ngọn núi Chiliad. Đây các bạn. Mình sẽ đi vào đây mình nhận hàng ha. Rồi, quanh qua quanh qua quanh qua. Đường đi vào thành phố thì mình sẽ có hai tuyến đi nha các bạn. Thứ nhất là đường cao tốc và thứ hai là đường đồi núi. Mình sẽ chọn đường đồi núi ha. Đồi núi đi trải nghiệm nó mới hay các bạn ơi. Mình đi đường cao tốc thì nó chán lắm, mình cứ băng băng chạy đến cái điểm giao hàng như là xong rồi. Đi bằng đường đồi núi đi các bạn. Leo lên leo xuống cho nó vui nha. Đây, mình đã đến nơi rồi các bạn ơi. Ôi, cái xưởng gỗ này rộng ghê luôn. Xe đồ kéo quá cho luôn các bạn ơi. Hình như là chuẩn bị đi giao hàng kìa. Mình mới nhìn lên góc màn hình, hình như có anh trai đó đang mời mình chơi online các bạn. Mình bật trang chế độ offline khá là lâu rồi. Bây giờ mình cũng không còn chơi online nữa các bạn ơi. Chơi online vào thì bây giờ chinh trong nó hành phải nói là nhức đầu luôn các bạn. Pháp sư chinh trong bây giờ khá là nhiều luôn. Vào đó chơi lơ tơ ngơ là ăn đạn liền luôn á. Đạn dí nó mới ghê chứ. Rồi, fit lại. Hồi nãy mình quên giới thiệu với các bạn chứ. Ngày hôm nay mình sẽ đi vận chuyển hàng bằng con đầu kéo man nha. Con xe đầu kéo man này các bạn, ở Việt Nam mình hình như mình hiếm thấy lắm. Việt Nam mình thì mình thấy chạy mấy dòng Navistar nè, xe đầu kéo Mỹ với lại là mấy chiếc Hyundai á thì nhiều ha. Con man này thì hiếm gặp lắm các bạn. Rồi mấy anh trai ơi, em nhận hàng nha. Đây các bạn coi nè. Wow, gỗ gì mà to dữ vậy? Các bạn coi. Ôi, đúng ghê luôn các bạn. Cái này cả mấy tấn gỗ luôn nha. Không ít đâu. Mình mất rồi các bạn. Lúc trước á. Gửi tin nhắn cho mình chỉ nói vậy. Anh Galileo. Anh Galileo vừa gửi tin nhắn cho mình các bạn. Lúc trước thì gỗ nó chỉ có tầm khoảng là 4 đến 5 cây thôi các bạn. Bây giờ mình mod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây các bạn. Và nó dài hơn nữa. Đoạn gỗ kia nó ít lắm các bạn. Nó ngắn ngủn à. Nó bằng chừng một nửa thôi các bạn. Còn bây giờ các bạn coi nè. Đó, dài sọc luôn nha. À, mấy anh trai trong này chạy là toàn xe đồ kéo man nè các bạn. Màu xanh, màu đỏ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lui con xe đồ kéo của mình vào để mình kết nối nha.
Thôi, bụng phệ luôn các bạn. Gì vậy anh trai, những gì anh trai, em đi nhận hàng mà. Các bạn thấy là mình đi chở hàng mặc đồ đẹp trai không? Đó, áo khoác nè, nón nè, mặc đồ phải nói đúng phong cách city luôn các bạn. Còn gì ở đây anh trai? Hả? Tập yoga các bạn. Thôi. Làm việc căng thẳng mệt mỏi quá. Với lại buổi sáng mà các bạn, tập yoga để giãn gân cốt ha, sức khỏe mà. Rồi em chào mọi người nha. Nhận hàng thôi các bạn ơi. Quẩn từ nãy cho đến bây giờ quá là nhiều rồi, gió quá là gió luôn. Mình thì lần này chỉ đi vận chuyển một mình thôi các bạn, không dẫn theo thằng đệ đâu. Rồi kết nối nha. Nhiều quá các bạn ơi, hàng nhiều quá, mình kết nối với cái nào cũng được hết à. Nào lùi vào, lùi vào. Lùi vào. Đó. Chào mọi người nha, em đi nha. Quay các bạn coi nè. Đúng dài luôn á. Cái này chút nữa mình quanh khó lắm các bạn ơi. Quanh khó lắm, quanh khó lắm. Đó. Ngon lành rồi các bạn, ngon lành rồi. Nào. Quanh lên đây, quanh lên đây. Mình đang suy nghĩ hai đường đi nè các bạn. Thứ nhất là đoạn đường này ha, và thứ hai là đoạn đường suối. Chắc mình đi đường suối đi các bạn. Đường suối các bạn nhìn buổi trưa nó đẹp lắm. Bây giờ mình đoán có thể là 9 đến 10 giờ sáng rồi đó. Một chút nữa tầm khoảng 10 đến 11 giờ á, trời nó sáng nó đẹp lắm. Rồi quanh xuống đường nào đây ta? À, đường này cũng được nè các bạn, đường này cũng được nè. Hồi nãy mình đi bằng đường kia ha. Giờ quanh xuống đường này cũng được nữa. Đây, từ từ thôi, từ từ thôi. Ui, nó gập ghềnh các bạn ơi. Không khéo là nó lật cái này sang một bên là xong phi đó nha. Ui, ui. Trời, căng thẳng quá các bạn. Sao mình thấy cái thùng hàng của mình nó yếu ớt dữ vậy ta? Nó cứ lắc qua lắc lại các bạn. Với lại là các bạn coi nè, ràng buộc kiểu này mình thấy nó bị lỏng đó nha. Nào mọi người, mình xin xi nhan nha các bạn. Rồi, mình xin xi nhan rồi đó, đừng có nói là giành đường với mình nha. Ok, ổn định quá đi các bạn. Hồi nãy mình cũng quên đi ha, không biết là con xe đồ kéo ma này phía sau nó có cái giường ngủ hay là không nữa. Để nhiều khi anh em trong bãi các bạn buồn buồn thì giao lưu với nhau được. À, chỗ bán trái cây nữa. Có ai bán hàng không ta? À có các bạn ơi. Giờ đậu xe đâu đây? Ôi. Để mình xin qua đường các bạn. Đây 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 phía trước đây nè. Nào 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 mọi người, cho mình xin qua đường nha. Mình ghé mình mua trái cây một chút cái đã. À, phải đi cho mọi người chứ các bạn. Đi vô hàng không thì nó cũng hơi chán ha. Anh trai bán trái cây, cái biển nè. Ơ cái biển này mình đạp không được các bạn ơi, cái biển nó không có ngã. Nó bể ra mình ngã luôn chứ cái biển nó không có ngã ha. Anh trai ơi, anh gì đây? Lê, táo, xài, cóc, ổi, dưa hấu, chuối các kiểu nè. Anh trai bán cho em được không anh trai? Giờ hai giờ dưa hấu này 1 ký nhiêu đây? Lê hay táo này 1 ký nhiêu đây anh trai? Anh trai ơi. Sao anh trai không trả lời với đó vậy? Anh trai ơi. Có bán cho em không vậy? Anh trai. Anh trai ơi có bán cho em không vậy? Giờ sao có bán không? Bán trái cây không? Thôi bỏ đi các bạn ơi, thôi bỏ đi, anh không giữ rồi. À, lâu lâu phải lương thiện chút chứ các bạn. Đánh nhau hoài mình cũng chán lắm. Toàn là điên hiếp người ta không à. Rồi, lên xe. Để mình xem phía bên trong đầu kéo đã các bạn ơi. Hồi nãy mình quên coi. Ôi, cần số đâu ta? Ô, cần số không thấy luôn các bạn. Không thấy cần số nè. À, chỗ này nó có một cái giường ngủ nè các bạn ơi. Hai tầng luôn. Tầng phía trên với dưới nữa. Chỗ này nó có một cái rèn nè. Quay. À, chỗ này nó có cái tủ gì vậy ta? Đây các bạn, phía trên nè. Tủ đựng đồ các kiểu nè. Đài thông tin liên lạc nè. Vô lăng thì nút bấm quá chừng luôn. Logo man. Đó, bản đồ GPS luôn các bạn. Đầy đủ thông tin luôn. Wow. Ngon nữa nha. Còn cái này cái gì mà nút bấm quá chừng vậy? Các bạn coi nè. Công nghệ phải nói là ngập tràn luôn. Full option luôn. Full màn hình. Ôi, qua nha. Cho em qua nha mấy anh trai. Cho em qua nha. Đừng có đụng, đừng có đụng mà. Mấy anh đụng em là thiệt mấy anh thôi. Chứ em không có bị gì đâu. Đúng không các bạn? Xe đầu kéo mà người ta lủi mình là thiệt hại về người ta thôi. Chứ mình có bị gì đâu. Hẹn bạn cái đoạn này trống trống nè. Mình sẽ chơi cái mình thứ nhất ha. Kẹt xe ghê vậy. Từ nãy cho đến bây giờ luôn các bạn. Đi đến đường nào là kẹt xe chỗ đó. Ôi nặng quá các bạn ơi. Lên dốc không nổi nè. Cái này mình nghĩ chắc là mấy chục tấn gỗ luôn á. Cả trăm tấn đó các bạn, không ít đâu. Nặng lắm luôn á. Trời ơi. Ghê quá, ghê quá. Nặng lắm các bạn. Cái độ hồi nãy mình lên dốc á, các bạn biết là con xe đầu kéo nó bình thường nó đã khỏe rồi. Xe đầu kéo mà các bạn, con này hình như là động cơ nãy mình coi là V8
V8 luôn các bạn. Đó, mà lên dốc kéo không nổi luôn nha. Vậy là các bạn biết là gỗ là mình vận chuyển ngày hôm nay là nặng bao nhiêu đó. Mấy trăm tấn đó các bạn, không biết đâu. Ồ, khúc gỗ đúng to luôn á. Nào, bà chị, đi cẩn thận chứ, có chân quẹt nè. Ổn định rồi các bạn ơi, ổn định rồi, ổn định rồi. Đó, đến đoạn này thì mình sẽ chấn mình thứ nhất nè. Chỗ này đi phượt ban ngày cũng khá là đẹp luôn các bạn. Quay có em cúm dễ thương ghê ta. Nó có hai đoạn đi luôn các bạn. Thứ nhất là đoạn bên kia và thứ hai là đoạn này ha. Mình chọn cái đoạn này đi. Bởi vì cái đoạn này nó khá là gần suối luôn. Các bạn có thể quan sát suối rồi mấy anh trai câu cá các kiểu rồi. Chút nữa mình sẽ troll mấy anh trai câu cá nha các bạn. Ôi ơi ơi ơi. Mà thông thường chở gỗ nhiều nguy hiểm lắm các bạn. Khi mà mình xuống dốc á, gỗ mà mình ràng buộc không kỹ á, cái này là mình nói ở ngoài nha, có thể là gỗ nó sẽ đẩy thẳng xuống luôn các bạn. Gỗ nó rớt ra ngoài nó đẩy thẳng ngay chỗ khoang cabin luôn á, nó nguy hiểm lắm. Mình thấy ở Việt Nam vận chuyển thép với lại là vận chuyển mấy cái gì mà nó dài dài các bạn, mình thấy có mấy vụ tai nạn rồi, kiểu như là phanh gấp á, đó cái nó đẩy ở phía sau lên, ghê lắm các bạn ơi, kinh khủng lắm. Trong game thì nó khá là đơn giản rồi, mình chạy mình muốn dọc sao mình dọc. Thậm chí giờ mình quanh qua quanh lại luôn các bạn, cái thùng gỗ này nó cũng không rớt ra ngoài đâu. Ui, xong phim chưa hả? Rồi luôn, có thỏ nướng rồi các bạn ơi, có thỏ nướng rồi. À may quá, may quá, em thỏ đã chạy mất tiêu rồi, mình tưởng là xong phim em thỏ rồi chứ. Rồi nào, quanh lên, quanh lên, cố gắng lên nha, cố gắng lên nha. Chạy vậy hơi khó các bạn ơi, vừa chạy mà mình phải vừa xem cái GPS nữa. Đó các bạn, suối đẹp ghê chưa, mà nước chỗ này màu nó hơi đen các bạn ơi, mình phải lên kia kìa, nước nó xanh hơn, vậy thì nước hơi đen rồi. Ôi nặng quá, nặng quá, nặng quá, nặng quá, cố gắng lên nha. Ai cắm trại vậy? Các bạn nhìn kìa, có ai cắm trại kìa. Thôi thôi dừng lại hỏi thăm, từ nãy cho đến bây giờ quên taxi nha luôn đó các bạn. Mình thấy có ai cắm trại nha. Anh trai ơi, em chào anh trai nha. Ôi, anh trai cắm trại chỗ này thì đúng lý tưởng luôn rồi. Sát bên mà xuống luôn các bạn. Hello anh trai. Hello anh trai. Hello anh trai. Hello anh trai. Ôi, chửi mình kìa các bạn. Hello anh trai. Rớt cái cần câu luôn. Rớt cái cần câu luôn các bạn. Rồi hung dữ, hung dữ đánh kìa. Hello anh trai. Ủa sao anh trai này mình đụng không được ta? Kỳ vậy các bạn. Đụng mấy luôn không được. Ở phía bên đây cũng có mấy anh trai đang câu cá nè. Ôi ôi, nước suối mạnh quá các bạn ơi. Nó cứu mình đi kìa. Từ từ nha, từ từ nha, từ từ nha, từ từ nha. Nào. Ôi da. Ôi da, ôi da. Nào. Ây da, ây da. Ôi. Rớt cái cần câu mà anh trai nó không té kì vậy. Nè, 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 nè. Nè, ôi da. Ôi các bạn. Đánh lộn rồi các bạn. Đây, đây, đây các bạn coi nè, đánh lộn nè, đánh lộn nè. Đó. Đúng nghĩa bóng là nghĩa đen luôn nha. Đó. Này thì đánh lộn nè. Dứt đi mấy anh, dứt đi. Đó, em làm trọng tài cho. Xong phim anh trai chưa? Này thì hung dữ nè. Đánh rớt cái nón với mắt kính của mình rồi các bạn ơi. Rồi. Đánh nhau. Dứt. Đó, phải như vậy chứ. Rớt tiền ra ngoài chưa? Ồ anh trai. Anh trai kia kiếm chuyện với anh mà. Em có biết gì đâu. Thôi đừng có đánh em, thôi đừng có đánh em. Em bỏ rồi, em bỏ rồi. Em xin lỗi mấy anh nha, em xin lỗi mấy anh nha. Thôi các bạn. Đánh lộn đó các bạn. Thôi chạy, chạy, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Thôi bỏ đi anh trai ơi, bỏ đi anh trai ơi. Em xin lỗi, hồi nãy em lỡ trúng thôi mà. Anh trai hung dữ quá vậy. Rồi các bạn, tiếp tục lên xe và đi vận chuyển thôi. Hồi nãy mình cũng quên nói với các bạn là điểm đến của mình ngày hôm nay đó chính là cái bến cảng ha. Gỗ này đi xuất khẩu các bạn ơi. Cái xưởng đó nó chế biến gỗ rồi đi xuất khẩu. Ui, cái đoạn này nó nhỏ vậy ta. Nào, 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 quánh quá. Ê, đừng, 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 đừng. Ui, các bạn ơi, mình bấm lộn. Ây da, nó xuống suối rồi. Ê. Rồi xong phi luôn rồi. Ấy kẹt rồi, kẹt rồi. À các bạn, cái đoạn đó đó, mình phải bấm nút D cho nó quanh qua mà tự nhiên mình bấm nút nút liêu luôn, nó đâm thẳng xuống suối rồi. Rồi luôn, xe chở gỗ bị nó xuống suối rồi các bạn. Rồi phi lại nha. Nào, cố gắng chạy thẳng lên, chạy thẳng lên, chạy thẳng lên, chạy thẳng lên. Đó cũng không sao đâu các bạn. Rồi luôn xong phim. Nước nó vô phần cabin rồi các bạn ơi, xe mình nó bị chết máy rồi. Rồi xong phim rồi các bạn. Xe mình bị chết máy rồi, chết máy rồi. Thôi, theo bot lên thôi. Fix lại thôi các bạn. Xe này mà bây giờ mình đuốc xuống á, mình bỏ đi các bạn, là mình không thể nào là mình lỡ được đâu nha. Mình vô xe hết được rồi đó. Một khi xe đã vô nước rồi các bạn, mình bỏ xe là mình bỏ luôn nha. Chứ mình không thể nào mình lên xe được nữa đâu. Rồi. Ôi các bạn coi này, cái đoạn dốc này nè. Không biết là kéo lên được hay là không đây ta. Coi chừng nó nặng quá, nó kéo mình tụt dốc đó các bạn. Đó đó, các bạn coi kìa.
Lượn lên lượn xuống giống như chang là con rắn luôn. Rồi luôn, 11 km tới 1 giờ số 1 thôi các bạn. Khói đen xì lì luôn nè các bạn coi kìa. Khói đen quá chừng luôn á. Nào 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 nào, cố gắng lên nha. Cố gắng lên, cố gắng lên. Vậy cũng được rồi các bạn ơi. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 rồi hết nổi rồi. Hết nổi rồi, hết nổi, hết nổi rồi các bạn ơi. Ôi. Có lết luôn rồi vậy. À các bạn coi kìa. Lết lên được nha, lết lên từ từ, từ từ. Khổ vậy. Khổ vậy các bạn. Khổ vậy, trời ơi. Bị tụt dốc rồi, cố lên. Cố lên chứ, cố lên chứ. Không ổn rồi các bạn ơi, mình bị kẹt rồi. Thôi, mình sẽ giúp đỡ nó một đoạn ha. Chứ giờ là thua rồi các bạn ơi, mình lên nữa không được đâu. Sao ngày hôm nay đi chỗ gỗ khó khăn vậy ta? Ôi kẹt cái gì nữa vậy? Vừa mới teleport xong luôn á. Đừng 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 đừng. Trời ơi khó các bạn ơi, căng thẳng quá. Kiểu này là mình đi vào thành phố tới tối rồi các bạn. Mình đi rồi. Lần nào đi vận chuyển gỗ cũng vậy hết. Toàn vào thành phố đến tối thôi. Rồi còn một đoạn nữa thôi nha, còn một đoạn nữa thôi. Cố gắng lên. Đến đoạn này thì ok rồi các bạn. Nó chỉ khó ngay chỗ đoạn suối thôi. Vào đây thì đường cát với lại là đường nhựa chạy cũng khá là ok luôn nha. Đây, quanh qua quanh qua. Đến đoạn này thì mình có thể mình chỉ có nhìn thấy nhát được nha các bạn. Ơi. Mình quên chứ các bạn. Một khi xe đã hư rồi ha, mình không thể nào mình chơi được góc nhìn thứ nhất nha. Như vậy thì mình phải bỏ con xe rồi các bạn, mình sẽ lấy ra con xe khác ha. Đây. Mình cho nó tháo ra đi ta. Ngưng kết nối. Phải như vậy chứ. Bỏ xe này ra ngoài. Ôi từ từ thôi, từ 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 rớt 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 rớt. Rồi, để cho mấy anh trai bên dịch vụ sửa chữa đi các bạn. Mình đậu xe đây ha. Mình chỉ cần một cú điện thoại thôi là mấy anh trai là sửa chữa liền à. Bây giờ mình phải leo lên con xe container này thôi. Đó. Mau. Chơi bao giờ đây các bạn? Container thì mình thấy thông thường là màu trắng là nhiều các bạn, màu trắng, màu vàng, màu đỏ cũng được ha. Rồi cho màu đỏ đi các bạn. Màu đỏ đi cho nó chói chói chút xíu. Ôi, được rồi các bạn ơi. Ngon lành này đó. Đây. Bây giờ việc mình cần làm đó chính là đi vào thành phố thôi. Vòng tour các bạn coi kìa. Ôi, tới 30 luôn hả? Mình nghĩ là nãy cái đoạn lên dốc các bạn, vòng tour chứ lên tới 30 luôn á mà chạy không nổ luôn. Nó bị dướng lại. Quay bánh mấy chục lần luôn. Rồi. Ngon lành rồi các bạn ơi, ngon lành rồi đó. Phía trước có anh ta chạy xe mô tô kìa. Anh trai ơi, anh trai. Anh trai ơi, nhường đường cho em anh trai. Ui. Có đụng không vậy? Ôi may quá các bạn. Vậy mà không đụng chứ. Mà tưởng nó là lủi rồi đó. Con xe container trong game GTA 5 này nè, nó cũng khá là giống so với lại là con xe container ở ngoài luôn ha. Khi mà các bạn thắng á, nó chờ đâu đó tầm khoảng là 3 đến 4 giây các bạn. Nó trường 5 đến 6 mét á, nó mới thắng là được ha. Nó trường khá là xa luôn, chứ không phải là thắng liền đâu. Người ta gọi nó là thắng hơi đúng không ta? Mình nghe mang máng là như vậy các bạn. Hình như là con xe container nè là xài bằng thắng hơi ha. Rồi. Mình nghĩ là bây giờ cũng tầm khoảng là 3-4 giờ chiều rồi các bạn. Đi vào thành phố chắc tối luôn quá. Để một chút nữa đi vào thành phố mình sẽ checkpoint nha. Còn bây giờ mình cứ chạy bình thường thôi các bạn. Đi vào thành phố mình checkpoint sau. Đây. Còn cái GPS thì từ nãy đến bây giờ đứng yên luôn các bạn. Ê ê ê nào. Qua đường ẩu vậy. Qua đường mà không xi nhan luôn các bạn. Ôi. Anh trai đó chạy đúng ẩu luôn. Qua đường mà không chịu xi nhan gì hết. Cũng may là mình lách kịp đó các bạn. Chứ nếu không là ủi rồi. Mà các bạn biết con xe container này, cái lực ủi của nó cũng mạnh lắm nha. Nó ủi mấy con sedan là cuốn như là cái bánh tráng luôn vậy đó. Nào 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 nào. Trời ơi, mai đó, mai đó nha. Xem xíu đụng rồi các bạn. Mình chạy xe ngày hôm nay phải nói đúng ngắn thẳng luôn á, mình không muốn đâm mọi người đâu. Chỉ khi là mọi người qua đường ẩu đi. Chứ mình chạy xe phải nói là đúng ok luôn á. Mình nhường đường dữ lắm các bạn. Chậm quá ta. Chỉ có 60 mấy km một giờ thôi các bạn, để mình độ lên cho nó nhanh một chút á. Rồi, energy này độ được không? Rồi luôn, xe container độ không được. Rồi, cho nó cái turbo đi, với lại là cái đèn led. Container nhưng mà xe đèn led nha các bạn. Đó, ý trời. Mình tưởng chạy thẳng chứ. Mình tưởng chạy thẳng mà đứng đó nhường mọi người, nữa mình lách qua một bên, không ngờ anh trai đó cũng quẹo luôn. Rồi, ngon lành. Còn con xe con này nữa.
cho mình xin đường nha, cho mình xin đường nha. Đây rồi các bạn ơi, mình chuẩn bị đi vào thành phố rồi nha. Vào thành phố chạy xe phải kỹ hơn nữa các bạn, thành phố xe đông lắm, chạy không khéo là máng người ta như chơi đó. Rồi, gặp đường ở đây nó chỉ giới hạn tốc độ chạy tầm 60 km/h thôi các bạn. Mọi người ở đây tuân thủ luật giao thông ghê luôn á. Họ chạy đúng 60 à, nên rất là chậm ha. Còn mình chơi trong game GTA 5 này nè, có nhiều ga là mình đạp hết luôn. Giống như là có chữ W đó các bạn. Chữ W là để tiến ha, mình đè suốt luôn các bạn ơi. Được nhiều hay nhiều. Rồi. Quay. Chạy luôn lách nhưng mà không đụng các bạn. Nếu như đụng là đã nghe cái tiếng nó kêu là sò rồi các bạn ơi. Này là không nghe tiếng gì luôn. À, hơi bị đỉnh nha. Rồi. Chiều rồi các bạn ơi, chiều rồi. Hù nai rồi các kiểu quá chân luôn nè. Để các bạn nhìn vậy đi, cho nó có toàn cảnh nha. Đẹp quá các bạn. Đẹp quá. Rồi mọi người ơi, cho mình xin đường nha. Ê, cái gì vậy? Nhường đường kiểu gì mà lấn qua bên đây? Mình vượt nha các bạn, không lý hay sao á, cứ lấn qua bên đây không à. Nào. Rồi, phải vậy chứ. Chạy đúng ổn định luôn các bạn ơi. Còn một đoạn thôi. Bây giờ mà chạy đến bến cảng mình nghĩ là đâu đó tầm khoảng là 5 đến 10 phút thôi các bạn. Chạy là chủ yếu cái đoạn suối thôi. Cái đoạn suối nó bị rối thôi. Rớt xuống các kiểu đánh nhau các kiểu nè, nó mất thời gian thôi ha. Chứ bây giờ đi vào bến cảng thì nhanh lắm. Để mình checkpoint luôn đã. Đây các bạn, bến cảng phía bên đây nè. Đó. Ôi, chạy thẳng thôi các bạn ơi. Một đoạn này nè. Mình chạy thẳng thôi. Khúc dưới đây thì đường hơi nhỏ, mình phải cẩn thận một chút ha. Còn nói tóm lại là cái đoạn đó chạy thẳng như vậy thì khá là ok rồi. Mình chỉ sợ những đoạn nào nó quanh đó các bạn là khó lắm. Bởi vì con xe của mình các bạn có kìa, siêu xe mã cà rôm luôn, láng con luôn các bạn ơi. Con xe đó mà đưa cái mặt mình vô nặng mụn cũng được đó. Láng con luôn à. Đẹp quá. Rồi, quanh qua phía bên đây. Ok, phải như vậy. Rồi, con xe phía trước nữa. Rồi, xe cổ điển mà lên màu sơn đẹp vậy ta. Các bạn có kìa, xe cổ điển ha. Màu luôn. Ôi, đụng nữa hả? Mà lên màu sơn đúng đẹp luôn á. Rồi luôn. Hồi nãy chạy tốt bao nhiêu, bây giờ giờ thành phố chạy ẩu bấy nhiêu. Quẹt mọi người nè, rồi tông vô mấy cái thùng cát, mấy cái thùng nước nữa các bạn. Ồ, 60 mấy km/h các bạn ơi. Ơ, đèn gầm full LED kìa. Bây giờ mọi người đổ xe nhiều vậy ta. Bình thường mình làm mấy cái ví dụ triệu đô các bạn. Xe đó mình chạy thoải mái luôn, mình muốn mượn xa mình mượn. Vậy mà không thấy xe độ ha. Còn vậy ngày hôm nay bắt buộc mình chỉ đi trên con container thôi. Nào mọi người, mình quên với các bạn, hồi nãy mình phải chỉnh len. Rồi, cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người đã nhường đường cho mình nha. Rồi, tắt xi nhan. Con xe này thì xi nhan nó khó thấy quá các bạn. Ôi, nó chỉ xi nhan được cái đầu kéo thôi các bạn ơi. Còn cái rơ móc đó sao xi nhan không được nè. Rồi, quay qua bên đây luôn, sắp trễ rồi các bạn. Đi từ hồi 8 giờ sáng, mà giờ mình nghĩ là 8 giờ chiều đó. Ý, đoạn này dừng lại. Đoạn hồi nãy là mình lỡ thôi các bạn. Còn đoạn này thì mình nhận được thì mình nhận ha. Đi 12 tiếng đồng hồ đó. Vận chuyển gỗ đúng 12 tiếng luôn. Ngồi xe kiểu này ê cái đít luôn các bạn ơi. Xương sống chắc là mỏi luôn á. Chút nữa xuống xe chắc xương sống thành mấy khúc á. Rồi. Ô, phía trước có con xe bò không kìa. Nào mọi người ơi. Đi thẳng đi. Phía trước kẹt xe nữa kìa. Ôi. Nào. Cố gắng nha, đừng cái đèn vàng nha. Ổn định luôn các bạn. Ui. Anh trai đó chạy ảo vậy. Xi nhan gấp quá mình né không kịp. Xi nhan là mình nhường hết các bạn, nhưng mà có nhiều khi nó gấp quá đó. Đó các bạn thấy không? Đó. Cái gì kỳ vậy? Cái lane này á là người ta dẹo qua bên kia. Họ mấy anh trai này không biết sao tự nhiên đi vào lane đó. Đó các bạn coi kìa. Ôi. Họ chạy xe cũng ổn nha các bạn chứ không phải riêng gì mình đâu. Họ chạy đúng ẩu luôn á. Mấy thanh niên cơ hội. Ôi, mình chạy sai rồi các bạn ơi. Đi thẳng thì nó chỉ có cái lane này thôi. Nào, cho mình chen vô đây nha. Đó. Trầy xe luôn. Đã mình xin vào rồi hả? Còn nhận đường với mình nữa. Vãi chứ đèn đỏ nữa các bạn. Mình nhớ như là từ đây đi xuống dưới kia á, đèn xanh đèn đỏ khá là nhiều luôn nha.
Khổ rồi các bạn ơi, khổ rồi các bạn ơi. Ngày hôm nay đèn xanh đèn đỏ nhiều quá. Nào. 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 Có ai đua xe với mình không? Xe container nè. Đúp lốp nè các bạn, đúp lốp nè, đúp lốp nè. Ôi trời tối luôn rồi. Mình phải bật đèn lên thôi. À các bạn, phía trên nóc nó. Ý, trời ơi. Mình quên đấy rồi. Phía trên nóc của nó các bạn, nó có hai cái đèn nữa kìa. Đẹp quá ha. Nó làm như là hai con mắt vậy các bạn. Đẹp ghê luôn. Rồi luôn. Cái len đó đâu phải là len quẹo đâu anh trai. Mình chạy vậy chứ mình cũng quan sát mấy cái vạch kẻ đường đó các bạn. Đó. Dừng lại chỗ này thôi. Ôi. Chỗ này chạy luôn được, chạy luôn được các bạn ơi, chạy luôn được. Phía trước mình thấy có xe cảnh sát kìa. Rồi, đứng đây chờ thôi các bạn. Đó, chờ một chút thôi. Hình như là từ đây cho đến bến cảng á, đâu đó tầm khoảng là 5 đến 6 chục đèn nữa các bạn, khá là nhiều luôn nha. Mệt mỏi rồi đó, mệt mỏi rồi đó. Chạy xe đường dài đã mệt rồi các bạn. Bây giờ còn chạy đèn đỏ nữa. Anh trai đi bộ. Anh trai bụng phải đi bộ. Anh trai bụng phải đi bộ. Đó, mình bật đèn lên rồi mà. Không biết sao nãy mình dựng cái đó tắt rồi các bạn. Mình bật đèn lên rồi. Đó. Phía bên trong bây giờ nó cũng sáng luôn các bạn. Mình bật đèn lại ngay chỗ bảng đồng hồ công tơ mét với lại là cái vòng tua ha, nó cũng sáng lên luôn. Vô lăng có mấy nút bấm cũng sáng lên luôn. Đây. Chỉ có một đoạn nhỏ nữa thôi mà sao chút đèn nhiều vậy thôi các bạn ơi. Cái này mình đi qua luôn ha. Mình chạy mình vượt đèn thì mình phải chú ý các bạn ơi. Ôi cái gì vậy? Mình mới nghe ai la làng rồi, tiếng hú tiếng la tùm lum tùm la đó. Thôi phải chưa. Mình chạy mình vượt đèn thì mình phải cẩn thận chút xíu các bạn. Dễ đụng người ta lắm, dễ đụng người ta lắm. Rồi. Mọi người ơi cho mình qua nha, mọi người cho mình qua nha. Thông cảm anh trai, thông cảm cho em. Trời ơi em chạy tiếng Hàn rồi. Mọi người thông cảm giúp em nha. Em chạy tiếng Hàn lắm rồi, em bả lắm rồi. Giúp em đi, giúp em đi. Còn một đoạn thôi các bạn ơi, còn một đoạn nữa thôi, còn một đoạn nữa thôi. Ôi, con xe này giống con xe chở tiền vậy ta. Cái kìa các bạn. Ôi, giống con xe chở tiền vậy. Rồi, tiếp tục lên đường thôi các bạn ơi. Quẩn quá là quẩn đi mà. Con xe người ta đậu bên đường cũng dừng lại coi nữa. Ê, phía trước đèn xanh vậy các bạn. Cố gắng lên nha, đèn vàng rồi. Quá được, quá được, quá được, quá được. Nào mọi người, mọi người. Mọi người ơi, nước sôi, nước sôi, nước sôi nha, nước sôi nha, nước sôi nha. Đó, phải vậy chứ các bạn. Nước sôi đàng hoàng luôn ha. Đây. Trời bây giờ mình nghĩ là tầm khoảng là 10 đến 11 giờ rồi các bạn. Ôi. Đi giao hàng kiểu này là hơi bị trễ rồi đó. Xong phim luôn. Đây các bạn, cái đoạn cầu đi vô Thăng Thuận nè. Sau khi mà xuống cái đoạn dốc cầu này ha thì mình sẽ được gặp anh bảo vệ. Anh bảo vệ đẹp trai mà mình hay kiếm chuyện. Không biết là buổi tối anh có trực hay là không nữa. Mấy anh bảo vệ trong bến cảng các bạn đúng dân hộ luôn á. Đụng cái là đánh nhau, đụng cái là đánh nhau nha. Các bạn đừng có nói mấy anh hiền. Toàn là thứ dữ không á. Rồi, quanh qua đoạn này nữa, quanh qua đoạn này nữa. Còn một đoạn nhỏ thôi, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ôi. Nói chuyện khô cái họng luôn các bạn ơi. Mình nói chuyện liên tục luôn á, khô cái họng luôn rồi. Ây da, ây da. Đây. Đến đoạn này thì mình phải chờ hả? À may quá các bạn ơi, ngày hôm nay không có anh trai bảo vệ rồi. Thôi thôi, đi qua chốt này luôn đi. Ồ, đụng luôn, đụng luôn, đụng luôn. Thông thường có anh trai bảo vệ thì căng thẳng lắm. Còn bây giờ không có anh trai bảo vệ thì mình cứ đi thẳng thôi, không sao hết. Mình quên chứ cái chỗ giao hàng là chỗ nào ta. Chạy quá chừng chạy luôn các bạn. Rốt cuộc không biết cái chỗ giao hàng là chỗ nào hết. Vậy là khổ nha. Bây giờ mình phải chơi cũng như bình thường thôi các bạn ơi. Để mình quan sát cái đó. Chỗ này thì trùng hàng khá là nhiều luôn. Ôi. Thấy các bạn coi nè, hai bên thùng container. Quá chừng luôn. Rồi mình sẽ vừa chạy mình vừa quan sát nha. Chỗ này. À phía bên kia các bạn ơi, phía bên kia kìa. Phía bên tay phải của mình thấy có mấy cái xe chở hàng luôn á. À đây rồi các bạn. Ôi. Chỗ này cũng có xe đồ kéo máy nè các bạn ơi, quá chừng luôn. Rồi em chào mấy anh trai nha. Hàng đã đến nơi rồi các bạn ơi, hàng đã đến nơi rồi. Trễ quá trễ đi mà. Nào quanh qua, quanh qua, quanh qua, quanh qua. Ui, nó dài quá các bạn ơi. Cái rơ móc của mình nó khá là dài luôn á. Quanh qua mà gấp quá có thể nó rơi cái thùng hàng nha. Đây. Mình thả xuống đi các bạn. Để chờ đường cho xe ra xe vô nữa.
Đó, 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 đó. Lôi vào, lôi vào, lôi vào, lôi vào, lôi vào, lôi vào. Coi chừng trúng người ta nha, coi chừng trúng người ta nha. Mấy anh trai đứng quá chừng luôn các bạn ơi, mình sợ trúng mấy anh trai đâu quá. Nào, 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 nào. Rồi, như vậy đi các bạn. Nó tương đối thôi, chứ bây giờ mà bắt ngay quá cũng khó lắm các bạn ơi. Mình lui xe container là gà dữ lắm luôn á, nó khó lắm các bạn. Rồi, coi như là ngày hôm nay mình đã hoàn thành chuyến hàng rồi ha. Đi vô hàng phải nói khá là cực luôn các bạn. Ui, 10 giờ tối luôn. Mười mấy tiếng đồng hồ các bạn. 14 tiếng đồng hồ, khoái chưa? Chuyến hàng đi giao này phải nói là ngoài edit luôn. Đây các bạn coi nè. Chuẩn bị là bóc mấy cái semi gỗ này lên trên tàu ha, để mà đi xuất khẩu. Đó các bạn coi kìa. Mấy cái cần trục to ghê chưa? Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái rô móc gỗ luôn các bạn. Hơi bị nhiều đó nha. Còn đây mấy anh trai làm gì đây? Đang kiểm tra xe hả? Đầy đủ luôn các bạn. Mấy anh trai chắc là chung đội với mình rồi. Ok, và mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video đây thôi ha. Lần sau nếu như các bạn muốn mình đi vận chuyển gì á, các bạn của mình ở dưới ha. Mình sẽ cố gắng mình tìm bản mod nha. Nhưng mà tùy các bạn ơi, có những cái comment của các bạn á, mình đọc mình thấy rất là hay luôn. Nhưng mà bản mod mình tìm không có thấy, không phải là bản mod nào cũng có nha các bạn. Có những bản mod đó mình phải tìm đâu đó tầm khoảng là 2 đến 3 tiếng nó mới có các bạn. Nó không nằm ở trên cái trang Gata 5 mod đó, không có bản mod đó luôn, mà nó nằm ở phía mấy cái trang kia. Rồi mình phải tải, rồi mình vào mình kiểm tra tùm lum tùm lai các bạn, có khi nó bị lỗi nữa. Nói tóm lại là mod được một cái video á, làm được một cái video về mod xe mà đi vận chuyển các bạn ơi, phải nói là nó khó mà nó cực lắm. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.